Hôm nay đi dọc đường thấy ở Vĩnh Long nè mọi người, thấy chỗ bán bánh mì con thú rất là đẹp luôn. Mọi người muốn ăn gì? Mọi người muốn ăn tôm hùm hay là mọi người muốn ăn cá sấu, hay mọi người muốn ăn cua cua hoàng đế? Muốn con bự này hả chồng? Mua về cho ba 60 ngàn. 60 hả? Rẻ vậy? Nhớ là 60 phải không chị? 60 ngàn. Tôm hùm 60 ngàn. 60 đô. Em lấy một con tôm bự. Cái con cua không dạ? Cua bự luôn hả? Cua hoàng đế luôn. Là con cua bự luôn đúng không? Rồi ok, vậy lấy em một con tôm, một con cua. Anh qua đây có con cá nữa, em muốn mua con cá nữa. Nè, con mạch tuột. Mạch tuột mà. Ủa, mạch tuột nè, con này ngốc đúng không? Đây con mạch tuột nè, em muốn mua con mạch tuột. Nè, con mạch tuột này đẹp nè. Mạch tuột, em sẽ lấy một con mạch tuột với một con tàu đúng không? Con cá. Đấy con sâu gớp hay dạ? Sâu, mạch tuột có loại 6 loại, ốc sên, cua, cá, ba ba. À ba là con dưới đây. À. Nè. Đúng cua không hả? Nè con ba ba. Ba. Wow, con tôm chỉ có 60 ngàn đây nha mọi người. 60. Mãi vô. Mãi vô. Dễ thương quá à. Mua cua hoàng đế với tôm hùm về tặng ba vợ mừng lắm. Quá trời. Con cá. Đúng rồi, cua cũng 60 luôn. Size maximum á, size đại là 60. Này để được trong vòng bao nhiêu ngày chị? 2 ngày. Trong ngày hôm nay thì ăn càng ngon, ngày mai mình ăn bình thường. Thấy có con sâu nữa kìa. Nè, sâu nè, lên nè. Sâu nè. Sâu thì nó không có ra con sâu. Đây con sâu đây. Con sâu. Đây là con cá. Đây là con ba ba. Đó là cua đồng. Này con ốc. Con ếch nè. Ếch luôn, lỡ rồi con ếch luôn đi, tất cả động vật luôn đi. Này ếch không chị? Ếch đúng rồi, hai cái đùi thế này. Ếch. Năm. Bạch tuột kìa. Bạch tuột rồi. Ủa con chưa hả? À. Sáu. Rồi, sáu con. Cua chưa có cua. Cua em lấy con bự rồi. Cá. Em không ăn cua đồng nên em cá ăn có cua. Cá có rồi. Có cá sấu chưa có. Cho con cá sấu luôn đi, lỡ rồi. Cái này là con tôm với con cua nó ăn cá sấu luôn. Này là cá sấu con. Cá sấu con đu cá sấu con. 6 con 60 với cái kia. 30 nữa là 90. 90 là 240. Dạ. Bắt mắt quá ha. Này về ăn hải sản no 3 ngày 3 đêm luôn. Con cá sấu nó bằng cái cạn của con tôm mà. Ai tổng cộng là mình sẽ mua 2 con size đại, 1 con size vừa, 6 con size nhỏ. Em bên đây múc ăn bánh mì hình con thú. Trong đây sẽ có 6 con thú. Giờ mình sẽ lựa ra một con mình ăn trước nha. Ăn thử trước một con tiểu mini, con tiểu ba ba. Con cua đồng. Ủa? Ủa là con gì? Cái con cua đồng mà hả? Không, vậy nè, người ta nói là con ba ba. À, ừ, để vậy đó. Có cái đuôi không hả? Ừ, đúng rồi. Đuôi bự hơn cái đầu hả? À, nói chung là thơm lắm mọi người, à, thơm mà cảm giác như nó còn giòn á. Thơm mọi người. Ngon thật. Nó không phải là nóng hổi về thổi về ăn bánh mì mới ra lò, nhưng mà nó vẫn còn cái độ giòn của lớp vỏ nè. Con ba chứ 15 ngàn thôi mà thịt nó tươi ngon. ngọt. Lần đầu ăn thịt ba đúng không mọi người? Nhớ ăn thịt ba luôn á hả? Thì luôn để. Con ba này là em đã ăn hồi rồi mà hôm nay mình ăn con ba là thấy hơi lạ. Không phải là nó có hình thù thú vị nhưng mà nó ngon nữa. Đúng không? Mà. Ngon nữa thiệt, ngon. Ai muốn ăn cua đồng thì nhìn cái cua đồng, ai muốn ăn ba ba thì nhìn cái ba ba. Người có thấy lòng giá mua ăn thử em. Lạ. Nhìn cái hình mình thích đó.
nếu mình thích. Nhưng mà ngon ăn nữa. Ngon nữa. Ừ. Độ ngọt vừa phải. Đúng là nghệ nhân. Ừ. Sáng đấy. Tạo trên cả cái món bánh mì. Nghe bánh mì được ăn bánh mì ba ba nha. Hai con mắt làm bẩn gì hả? À đậu đen. Ủa không ăn được. Đặc biệt nha mọi người. Đặc biệt vậy. Thơm quá rồi. Ngon, ngon thiệt mọi người. Ừ. Ê đậu đen cũng thơm. Mình ăn ba ba nè. Mình không cần lấy xương ra mọi người. Ba ba rút xương. Nếu mà nhận xét về mùi vị của bánh mì thì là ngon. Ngon. Đậu ngọt vừa phải, nó thơm. Mọi người nó mai cua cứng ăn được đúng không? Các bạn mai ba ba. Mai ba này mềm, thơm ngon, giòn. Thơm mùi mè. Có mè nhiều. Dạ tôi chơi nè. Ăn cua hoàng đế. Cua ăn cá sấu thịt ba ba. Tôm hùm Alaska. Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha.